Lời đầu tiên cho phép Nhĩ xin kính chào tất cả các anh chị theo dõi kênh Đan Mạch Đời Sống và Nghệ Thuật. Ngày hôm nay mỗi cuối tháng một lần thì Nhĩ hôm nay Nhĩ rất là hân hạnh được mời hai vị khách. Mà hai vị khách này là thật ra nếu mà ở Đan Mạch đó thì tất cả mọi người chắc có thể ai cũng biết đến rồi. Và vị khách ngày hôm nay cũng không kém phần đặc biệt, đó là một người sơ cũng như là một người bạn đồng hành với Nhĩ trong những cái buổi kinh tối. Thì đó là Sơ Yên đến từ Việt Nam. Và Sơ Yên là hiện tại bây giờ là đang đi ở bên Pháp cùng với người chị. Và đây là một người cha tiên úy của cộng đoàn Việt Nam của chúng ta, đó là cha Nguyễn Kim Thăng. Con xin chào đón cha và Sơ đến với chương trình Đan Mạch Đời Sống và Nghệ Thuật ạ. Xin cha và Sơ có đôi lời đến với tất cả quý vị khán giả ạ. Lady first. Lady first. Là em xin chào, con xin kính chào cha, chào chị nhà ý MC và ca sĩ rất là xinh đẹp của chúng ta quen thuộc. Hôm nay em rất là vinh dự được tới đây để cùng trò chuyện với mọi người. Tạ ơn Chúa đã cho em có cơ hội này và tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có cơ hội để biết nhau. Dù rất là xa nhau nhưng tình yêu của Thiên Chúa đã kết nối chúng ta lại với nhau. Và hôm nay chúng ta có dịp gặp mặt trên cái talk show này. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn Sơ ạ. Dạ, con mời cha ạ. Chào Sơ Yên, chào cô nhà ý. Xin chào mọi người, tôi là cha Phêrô Nguyễn Kim Thăng. Tôi thuộc giáo phận Nha Trang. Đi mục vụ ở Đan Mạch nay được hơn 10 năm. Hôm nay có cái cơ hội được trò chuyện với cô nhà ý, với Sơ Yên và với quý vị. Xin chào tất cả mọi người. Dạ, con xin cảm ơn cha. Trước hết thì nhà ý cũng có xin nói với tất cả mọi người ngày hôm nay là cái kỹ thuật của nhà ý nó hơi bị trục trặc một chút xíu. Nhà ý có quên những cái sợi dây và những cái đồ để mà livestream cho nó rõ ràng hơn. Nếu mà ngày hôm nay mà nói không có rõ thì xin tất cả các anh chị thông cảm cho. Và để vô chương trình ngày hôm nay thì Nhĩ xin cảm ơn hai nhà tài trợ chính cho chương trình ngày hôm nay, đó là King's Nail. King's Nail hiện tại bây giờ là gồm có 4 tiệm nail. Tiệm nail thứ nhất là ở Quay Shopping Center, thứ hai là City 2, thứ ba là Farum thứ tư là King's Nail Linh Vi Huế Cự. Và Nhĩ xin cảm ơn King's Nail luôn luôn đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thêm một cái nhà tài trợ chính cho chương trình ngày hôm nay và đã ký hợp đồng với lại Đan Mạch Đời Sống và Nghệ Thuật sẽ xuyên suốt trong thời gian tới, sắp tới nữa, đó là một công ty chuyên về sơn sửa nhà, đó là công ty Hôi Giỏi Mẹ L, là công ty đã thành lập trên 10 năm, hiện tại bây giờ là có trên 50 công nhân đã đủ sắc tộc hết đang làm việc tại công ty. Và hiện tại bây giờ là công ty đang rất là cần tuyển nhân viên. Công ty đang cần trên 10 nhân viên. Nếu mà tất cả các anh chị nào đang thất nghiệp cũng như là đang cần công ăn việc làm thì hãy liên hệ số điện thoại giám đốc công ty Huy Trần, đó là 23 67 57 012. Còn tất cả các chị nào mà muốn làm nail thì xin gọi về số điện thoại gặp hai giám đốc nail, đó là Khoa Nguyễn và em Vi Phạm, số điện thoại 23 92 95 91. Hiện tại bây giờ thì có hai nhà tài trợ chính cho chương trình Đan Mạch Đời Sống và Nghệ Thuật. Nhĩ xin thay mặt cho chương trình xin cảm ơn hai nhà tài trợ chính cho chương trình ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì Nhĩ cũng có một công ty là một người bạn rất là thân, và công ty hiện tại bây giờ là Ren Cò Ren, là công ty đang sửa coi như là đang cần tuyển nhân viên để mà lau chùi nhà vệ sinh. Nếu mà các anh chị nào có nhu cầu và hoặc là đang thất nghiệp thì hãy liên hệ tới Nhĩ để Nhĩ giới thiệu việc làm ngay lập tức luôn. Và hiện tại bây giờ công ty cũng đang cần một nhân viên quản lý nhân sự biết tiếng Anh, biết tiếng Việt, biết tiếng Đan Mạch, biết tiếng Anh cũng được, và cũng phải biết đọc và biết viết. Người ta đang tuyển nhân viên. Và thường là ở Đan Mạch thì các bạn biết rồi, chúng ta mà đi xin việc làm á, thì chúng ta sẽ phải nộp đơn và hồ sơ của chúng ta là phải không biết họ có đọc hay không. Có đôi khi người ta dục thùng rác họ không đọc.
Cho nên là nếu mà ai đang thất nghiệp, ai rất là cần công ăn việc làm ngay trong mùa Covid này thì hãy liên hệ tới với Nhã Ý là 6165 6555 để Nhã Ý giúp đỡ cho tất cả các anh chị đều có công ăn việc làm ổn định ạ. Vâng, để quay lại với chương trình Đăng Mạch Đời Sống và Nghệ Thuật ngày hôm nay. Ngày hôm nay với cái chủ đề là những điều chưa nói, thì Nhã Ý cũng rất là hân hạnh được mời, được trò chuyện với cha. Mời cha rất là cực khổ luôn. Mấy đợt trước là cũng có ý định mời cha và cha từ chối. Rồi lần này mời cha thì tới gần tới ngày thì cha mới ok, nhưng mà cha cũng không có thích là talk show cho lắm. Cha nói như vậy. Thì ngày hôm nay thì với cái chủ đề và ngày hôm nay với lại cái thế giới đang biến động về mùa dịch như vậy á, thì Nhã Ý nghĩ là cái bối cảnh trong cái xã hội ngày hôm nay, Nhã Ý thấy là nó rất là hợp để chúng ta nói về một chút xíu về tâm linh, về đức tin của chúng ta. Cho nên là Nhã Ý cũng có xin Nhã Ý hỏi cha trước đi ha. Hỏi cha trước là cha đã không, mà trước tiên hỏi cha thì Nhã Ý cũng thay mặt cho cộng đoàn chúc mừng cha đã 25 năm hồng ân kim khánh của cha Phê-rơ Nguyễn Kim Thanh, Linh Mục Nguyễn Kim Thanh. Cảm ơn cha và chúc mừng cha. Và thưa cha, là cái duyên nào đưa cha qua Đan Mạch ạ? Trước hết, trước khi trả lời thì tôi xin đính chính một chút, tôi là 26 năm mấy tháng rồi. Ăn gian cha một chút, ăn gian. Già hơn một chút rồi. Dạ. Khi nói tới cái duyên thì trong đời sống gia đình, vợ chồng thì nó cũng có cái duyên. Tôi thì thực sự nó cũng có một cái duyên. Trước khi đi Đan Mạch thì Đức Cha giáo phận dự định cho tôi hai địa điểm khác. Đầu tiên là Mỹ, thứ hai là Anh. Bởi vì tiếng Anh thì tôi nó đỡ hơn, tiếng Đan Mạch thì chưa biết cái gì hết. Nhưng mà rồi cái duyên hai nước đó không có, thành thứ ra để rơi vào cái duyên với Đan Mạch. Thì tôi đến tới đây cũng được hơn 10 năm. Và nói thì nói theo kiểu đạo đức mấy cụ đó thì nói là chắc là do ý Chúa. Thì 10 năm bây giờ thì cũng quen biết nhiều rồi, và thấy cái việc Chúa qua hai Đức Cha gửi tôi qua đây thì cũng là một cái môi trường tốt. Thì tôi cũng thấy như vậy là cũng là xin vâng ý Chúa vậy. Vâng. Thì những cái khó khăn nào đầu tiên mà cha qua tới Đan Mạch ạ? Đầu tiên phải nói là ngôn ngữ thôi. Dạ. Bởi vì bước chân tới Đan Mạch chưa biết cái chữ A, B, C gì của Đan Mạch hết cả. Và phải bắt đầu từ đầu, mất 2 năm học tiếng. Yeah. Cái khó khăn nhất đầu tiên đó là tiếng Đan Mạch, ngôn ngữ. Bắt đầu đi học rồi nói thì cứ sợ nhất người ta nói cái hỏi mình nói ra rồi người ta không hiểu, người ta cứ biểu mình lặp lại Messia đua là tôi sợ. Bây giờ thì hầu như là ít rồi. Yeah. Ngay cả các cháu hỏi nó cũng hiểu và nó trả lời được. Yeah. Thì thấy cũng vui. Còn vấn đề ngoài cái ngôn ngữ thì cái thời tiết thì lại là tốt, mặc dù tôi thích không khí lạnh. Thành thứ ra thì với cái môi trường không khí lạnh thì lại thấy mát mẻ, dễ chịu và làm việc nó có hiệu quả hơn. Yeah. Thì Nhã Ý tiếp lời của cha đó, là lúc mà cha mới qua Đan Mạch đó, thì Nhã Ý cũng rất là bất ngờ khi mà cha khoảng chừng vài tháng sau á là cha dâng lễ và cha nói được tiếng Đan Mạch, và ai ở dưới đây á, người giáo dân ngồi á, ai cũng trầm trồ, wow, cha thông minh quá, cha mới qua được vài tháng mà cha làm lễ cha nói tiếng Đan Mạch rồi. Nhưng mà thưa cha, khi mà ở bên Việt Nam với cái đối với người đi tu á, thì đương nhiên ở đâu cũng là dù có không có người hoặc là cái bối cảnh, nhất là Đan Mạch của mình nó không có phải là nhộn nhịp giống ở Việt Nam, thì khi mà khi cha qua bên đây cha thấy cái Đan Mạch nó yên ắng như vậy thì cha cái cảm giác của cha có nhớ Việt Nam không ạ? Nó cũng có một cái chút khác ở chỗ đó. Ở Việt Nam thì nhà xứ lúc nào cũng có thiếu nhi. Yeah.
qua bên này thì mình mới mẻ rồi, thiếu nhi nó thấy cha Việt Nam mới qua nữa, khó thân lắm. Rồi cho nên quen được một hai em thì là cái điều vui mừng rồi. Cho nên còn cái vấn đề đối với các cha ở riêng một mình thì là việc nó tốt chứ cũng không sao, vài hôm thì mình quen thôi. Nhưng mà cái bối cảnh ở đây thì các em nó không có tới nhà thờ thường xuyên như ở Việt Nam, mà vừa là cái địa bàn đó là thành phố, gia đình ở cách xa nhau, rồi nó không có được tập trung với cái giáo xứ ở Việt Nam thì gặp các em cũng khó. Nhưng mà may là ở bên này tôi cũng có một cái nhóm các gia đình trẻ, thì hàng tháng sinh hoạt và dâng lễ tiếng Việt cho các em một lần, thì dần dần cũng quen các em. Thì đối với các cha khác thì Nhã Y không biết sao, nhưng mà đối với cha Thăng thì Nhã Y biết được là cha Thăng hầu như năm nào cũng về Việt Nam đúng không cha? Mỗi năm cha về một lần. Thì giống như là đây là một cái giống như đi công tác của cha thôi, cha đi qua nước ngoài một năm rồi cha cứ về, mà hầu như có khi một năm cha về 2 lần đúng không? Có một lần về hai lần. Thì cha cha ở bên đây là vừa cái môi trường để vừa làm việc, cha yên ắng là cha cứ lúc nào cha cũng về Việt Nam. Trong cái trận dịch vừa rồi cha cũng hình như cha cũng có về Việt Nam đúng không Vâng. ạ? Tôi về Việt Nam là tại vì ông bà cụ tôi sống ở Việt Nam. Cho nên tôi về thăm gia đình. Thay vì tôi đi nghỉ hè, tôi đi nước này nước kia, tôi thích chơi như mọi người, thì tôi lấy cái nghỉ hè về thăm ông bà cụ về thôi, chứ không phải là như ý mà cô nhà ý nghĩ tưởng tới. Không có tưởng gì hết cha, nhưng mà con biết là cha là một người cha rất là có hiếu với cha mẹ nữa, cho nên là cha đi bất cứ đâu cha cũng về cha thăm và chăm sóc bà cố, ông bà cố hết. Thì nếu mà nói đến cha mẹ thì cha có những cái điều gì mà cha đang hối tiếc là chưa có làm được cho ông bà cố không, hoặc là cha chưa có nói với ông bà cố không? Đây là với cái chủ đề là hôm nay là những điều chưa nói ạ. Người Việt của chúng ta thì thường biểu lộ tình cảm qua cái việc làm hơn là qua cái lời nói. Cho nên thì tôi nói ít lắm, mà cũng không có gì hối tiếc là chưa nói hết cả. Nhưng mà qua cái việc làm của mình thì nghĩ là ông bà cụ cũng hiểu được cái tình cảm vậy thôi. Thì nhân dịp này thì với cái bối cảnh chúng ta hôm nay là về Covid, và cha có điều gì nhắn nhủ tới tất cả những người công giáo nói riêng cũng như là cả toàn thế giới nói chung ạ? Hàng ngày ở đây tôi dâng lễ với khoảng 10 cụ, thì 2 năm nay chưa có cụ nào mắc Covid hết cả. Nói chung là các cụ giữ gìn rất là cẩn thận. Và tôi quan niệm là ai kỹ được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Tại vì cái dịch này không biết là nó tới mình cái lúc nào. Cho nên thì đối với những người ở Đan Mạch, ở quê nhà Việt Nam hay là ở đâu, thì tôi nghĩ là cẩn thận tối đa, bảo vệ cho mình, bảo vệ cho người khác, theo những cái quy định của chính phủ, như vậy là tốt. Rồi bên cạnh đó thì người Công giáo thì cầu nguyện thôi, cái kinh cầu nguyện cho cơn dịch bệnh của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mấy cụ ở đây trên 80 tuổi thuộc nằm lòng, thành thử ra hàng ngày chúng tôi vẫn đọc kinh, vẫn cầu nguyện, thì với lại kinh Đức Mẹ La Vang nữa, thì gần như ngày nào trong nhà thờ chúng tôi cũng đọc những cái kinh như vậy, thì có cái lời cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ, thì hy vọng cái cơn dịch cũng sẽ sớm qua. Dạ con cảm ơn cha. Thôi cho cha nghỉ chút xíu thì con quay qua hỏi Sơ Yên đi. Sơ Yên từ cái ngày mà Sơ Yên đi qua bên Pháp á, là Nhã Ý được biết Sơ Yên khi mà Nhã Ý lập một cái nhóm đọc kinh cái mùa dịch đầu tiên á, là cái dịch đầu tiên là tháng tháng 3. Thì Sơ Yên đi qua bên đây thăm một người chị và bị kẹt ở đây luôn. Thì cái lúc mà Sơ Yên đi qua mà là bị kẹt ở lại luôn thì Sơ Yên cảm thấy như thế nào, có hoang mang hay không ạ? Cảm ơn chị Nhã Ý.
Thực sự thì lúc đó thì rất là hoang mang luôn á. Tại vì nhà dòng của em cho em đi đi nghỉ là chỉ có 5 tuần thôi. Chứ không có phải đi dài. Thì tâm lý của mình là đi 5 tuần rồi mình về. Rồi còn rất là nhiều thứ, rồi nhất là cái đời sống cộng đoàn trong nhà dòng tu. Có lẽ mọi người sẽ hơi ngạc nhiên một chút, bởi vì khi mà em sống ở trong nhà dòng thì ngoài cái công việc ra thì nó còn có môi trường gọi là đời sống cộng đoàn. Cái điều đó rất là cần thiết và rất là quan trọng đối với một người tu sĩ. Cho nên lúc đó là cũng thấy hoang mang rồi không biết sao nữa. Và đặc biệt là khi mà em bị kẹt lại vào tháng 11 năm vừa rồi em bị Covid đó. Chính bản thân em và gia đình của chị em bị Covid. Mà thực sự là rất là cẩn thận nhưng không hiểu tại sao mình bị luôn. Chỉ biết là thấy nóng nóng, sốt sốt. Thì là đi test thì nó ra Covid vậy. Mà cũng không biết lý do tại sao, bởi vì khi mà em là người đầu tiên tới đây em mang rất là nhiều khẩu trang sang. Cái lúc đó thì những người nước ngoài nhìn chúng em giống như là vật thể lạ vậy. Tức là không ai đeo khẩu trang hết, không có ai có mask hết, mà tự dưng chỉ có mình là người châu Á, rồi gia đình nhà mình là người châu Á ở đấy lại đeo khẩu trang. Thì mọi người cứ nói là sao sẽ khiêng, tức là không có tác dụng gì hết á. Tại sao mày phải đeo khẩu trang, bởi vì cái khẩu trang nó không có tác dụng gì để phòng chống dịch hết. Và nó rất là người ta khác nhìn cảm giác hơi kỳ thị á. Nhưng mà mình vẫn cẩn thận, tại vì mình sợ thì mình vẫn cẩn thận, nhưng mà cuối cùng mình lại là người dính. Thì trong cái lúc mà dính á thì em có cảm nhận một cái điều phải nói rất là sâu. Khi mà bị Covid thì thường là mọi người nghĩ rằng mình sẽ chết, và trong lúc đó tâm trạng của em cũng như vậy, rất là sợ. Thì cứ nghĩ rằng chết, nhưng mà cũng chỉ xin Chúa một điều rằng nếu như mà con có phải chết thì cho con về nhà dòng con chết. Con cũng muốn chết lên đây bởi vì con thuộc về hội dòng rồi. Con thuộc về nhà dòng rồi thì cho con được chết trong hội dòng của con. Nếu mà có phải chết thì chỉ xin Chúa điều đấy thôi. Và ngày nào giống như cũng như phó dâng linh hồn vậy. Và lúc đấy mình cảm nhận thấy rằng sự sống thật sự là mong manh. Và mình cảm thấy quý những cái giây phút mình còn được ở bên người thân của mình, quý những giây phút mình còn được nhìn thấy nhau, quý những giây phút mà mình còn được nhìn thấy người khác, nhìn thấy cuộc đời này. Và lúc đó thì em cảm thấy rằng mỗi một giây phút sống, chúng ta hơi thiếu một cái điều, đó là thiếu lời tạ ơn Chúa. Chỉ khi mà chúng ta sắp mất đi, chúng ta lúc đấy mới thấy là mình thiếu nhiều quá. Mình thiếu lời tạ ơn Thiên Chúa, thiếu lời cảm ơn nhau. Thực sự thì với em thì mọi cuộc gặp gỡ đều là ý Chúa, không có gì nào ngoài ý Chúa hết. Tại Chúa nói là một cái tóc rơi xuống khỏi đầu của mình thôi thì cũng không có ngoài ý Chúa. Cho nên tất cả mọi cuộc gặp gỡ hay là mọi mối tương quan mình có ở trên cái cuộc đời này đều là ơn Chúa và không có gì ngoài thành ý Chúa hết. Nhưng cái quan trọng là mình sử dụng cái tương quan đó như thế nào. Quan trọng là mình có sinh lời trong cái mối tương quan đó cho Chúa không. Cho nên em thấy lúc đó là thật sự mình cảm nhận là sự sống nó mong manh quá, và những từng giây phút mình còn sống, Chúa cho mình sống giây phút nào đó là lời tạ ơn, mà mình phải tạ ơn Chúa giây phút đó. Bởi vì con người hoàn toàn bất lực trước dịch bệnh, hoàn toàn bất lực trước sự giữ và sự chết. Lúc đó là cảm thấy hoàn toàn bất lực. Và lúc đó thì đúng là chỉ còn Chúa thôi. Cầu xin Chúa, và đúng là Chúa đã thương. Chúa thương là cả gia đình em cũng không bị thế nào, đều là khỏi Covid hết. Cũng cái thời gian bị bệnh nó không kéo dài. Nhưng mà cái nỗi sợ trông chênh lúc đó là có thật. Và rất cảm giác như là giây phút cuối cùng rồi. Thì mình thoát tác tất cả trong tay Chúa. Thế con tưởng là sơ với cha là có Chúa rồi, có Chúa quan phòng rồi, không có sợ chết chứ. Thực ra thì em cảm ơn chị. Thực ra thì nói là sợ chết thì cũng không đúng. Nếu mà chết thì em vẫn nói nếu Chúa cho con chết thì con chỉ ước mong thôi. Thì mình sợ cũng không có được luôn. Tại vì nó là mầu nhiệm chị. Chúa muốn mình đi lúc nào là mình sẽ đi lúc đó. Nhưng lúc ý chỉ xin là xin Chúa cho con được chết ở hội dòng của con thôi. Tức là cho con được về nhà dòng, con chết ở trong nhà dòng á. Chứ còn chết lúc nào thì cũng được. Bởi vì Chúa ban cho mình sự sống bao nhiêu mình biết bấy nhiêu. Nhưng có cái là khi mình sắp mất đi sự sống thì mình cảm thấy quý những giây phút ở với những người khác. Những người thân và những người bạn bè xung quanh mình. Và thôi, chứ còn sự sợ chết thì thực sự là trong thẳm sâu thì có sợ đó. Nhưng mà sợ sợ chứ, sợ chứ. Tại vì mình là Chúa Giê-xu cũng sợ mà. Khi mà Chúa Giê-xu ở trên vườn cây dầu đó, con nhớ đó, là sợ toát mồ hôi máu luôn. Và Chúa Giê-xu cũng sắp đóng đinh, và Chúa Giê-xu cũng rất là sợ cái ngày cái bữa tiệc ly. Chúa cũng rất là sợ chứ, run sợ mà. Còn mình là sao mà không sợ được. Vâng, thì theo những biết thì sơ qua bên đây không những gì thăm
mà trong cái mùa dịch Sơ cũng đi các dòng các cộng đoàn là Sơ cũng có đi thăm nhiều đúng không? À, em có với chị Nhã Ý, thực sự thì em cũng có thăm nhiều lắm ở các cộng đoàn, thì nhất là cộng đoàn đồng tu thì em chưa thăm chỗ nào. Em chỉ là đến một vài chỗ mà các chị bạn bè giống như là chị ở đây này, hay là chị Mai Anh, hay là các chị Avignon, rồi ở Nim. Có cỡ trên Pháp, bở bên Pháp nhỉ, có thấy Sơ bỏ lên đó là Sơ đi cái thăm cái nhà dòng gì trên... À, đấy là một cái đan viện. À, đan viện. Cái đan viện đó thì là có một thầy là quê cùng đồng hương với trong giáo phận Hương Hóa của em đang ở đó, thì tới thăm thầy và cũng đồng thời thì mình tĩnh tâm luôn. Tại ở đó có một môi trường rất là lý tưởng để mà mình có thể tĩnh tâm. Ok. Nhưng mà Sơ đi qua bên đây là Sơ qua đi chơi lần đầu tiên qua châu Âu à? Dạ không, đây là lần thứ hai chị. 4 năm trước khi mà chị em mổ lưng á thì em có qua trông cháu trong một tháng. Rồi tới lần này là lần thứ hai. Rồi, vậy thì đây cũng là lần đầu tiên Sơ qua tới Đan Mạch, thì Sơ qua tới Đan Mạch Sơ thấy cái cảnh Đan Mạch như thế nào? Phong cảnh ở đây rất là đẹp, thơ mộng. Hôm qua đến cái lâu đài gì của nhà vua hay nữ hoàng đó thì rất là đẹp, rất là thơ mộng, và cảm thấy cái cuộc sống ở Đan Mạch rất là bình yên. Các bạn em và rất thích đúng không? Thích. Nếu thích thì đăng ký cho thằng cũng có chỗ cho Sơ ở lại. Ở lại tu Đan Mạch luôn. Em cảm ơn chị, cảm ơn cha. Tại vì nếu mà ở đây có ở lại hay không thì không có phải em quyết định, mà là bề trên em quyết định. Với quan trọng là ở đây cái sư phụ có hợp với mình hay không nữa, sư hợp với cái sứ mạng của dòng hay không. Thì cái đó thì em không có nói trước ở đây được. Mà nếu như mà có cơ hội thì em có thể thưa bề trên. Rồi nếu mà Chúa muốn, và nếu như bề trên thấy rằng hợp với linh đạo của dòng, hợp với sứ mạng của dòng, thì chúng em sẵn sàng thôi. Tại vì chúng em cũng sứ mạng là truyền giáo mà. Tại vì chúng em trong đó, trong cái linh đạo của dòng á, là sự truyền giáo là một trong những cái nhiệm vụ rất là lớn trong hội dòng của chúng em. Nên chúng em sẵn sàng mục vụ bất cứ ở đâu, chỗ nào mà giáo hội cần, chỗ nào mà mọi người cần thì chúng em cũng sẵn sàng thôi. Nếu mà về cha Sơ là chuyên về đi truyền giáo, thì trong cái bối cảnh mà Covid ngày hôm nay thì Sơ có cái gì nhắn nhủ đến tới người công giáo của mình? Dạ. Cũng như là người tất cả các mọi người trên thế giới luôn, người Việt Nam của chúng ta nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Trong cái bối cảnh dịch bệnh này thì bản thân em thấy có hai cái điều mà mình ngẫm ra, mình cảm nghiệm được. Cái thứ nhất là mình cảm thấy quý trọng cái ơn gọi là người, quý trọng cái sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Và có, giống như hôm nay em chia sẻ, có một cái điều là chúng ta nợ Thiên Chúa một lời tạ ơn, và nợ nhau một lời cảm ơn nữa. Ngay cả những người mà không đem đến những cái niềm vui cho mình, đem cho bất hạnh cho mình thôi, mình cũng phải cảm ơn họ. Bởi vì nhờ những cái đó thì mình trưởng thành hơn, mình cảm nhận được nhiều thứ trong cuộc sống này hơn. Và mình cảm thấy cái sự sống của mình là một cái hồng ân vô giá. Thực sự cảm thấy là một hồng ân vô giá mà Thiên Chúa ban cho chúng ta một cách như không. À, cái điều thứ hai em cảm nhận trong mùa dịch này, đó là hãy trân trọng những gì mình đang có. Hãy trân trọng, hãy biết quý trọng những gì mình đang có trong tất cả mối tương quan gia đình, bạn bè và tất cả những người xung quanh mình. Bởi vì tất cả những người đó đều giúp mình sống tốt hơn, trưởng thành hơn trong bất cứ khía cạnh nào. Ngay cả những người đem đến đau khổ cho mình, họ cũng là một tác nhân giúp cho mình sống trưởng thành hơn. Và một cái điều cuối cùng em muốn nhắn nhủ tới mọi người, đó là trong cái cơn dịch bệnh này, nó là một chặng dừng để chúng ta không chỉ là cầu xin lòng thương xót của Chúa, nhưng chúng ta cũng hãy nhìn nhận lại cuộc sống của mình và hãy biết tạ lỗi với Chúa, biết tạ ơn Chúa. Và một cái điều cực kỳ quan trọng, đó là hãy nhìn ra dấu chỉ mà Chúa muốn gửi đến chúng ta trong cơn đại dịch này. Không có một cái gì xảy ra là ngẫu nhiên. Chúa không muốn đại dịch đến với chúng ta, Chúa không muốn chúng ta phải đau khổ. Nhưng một cách nào đó thì cái cơn đại dịch này đem cho chúng ta nhiều đau khổ, nhưng cũng đem cho chúng ta những cái điểm dừng cần thiết để chúng ta sống chậm hơn, để chúng ta cảm nhận được nhiều những thứ xung quanh mình mà với cuộc sống vội vã chúng ta không thể cảm nhận được. Thì đây là một cái chặng dừng chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho người thân yêu của mình hơn, thay vì là chúng ta vội vã cơm áo gạo tiền. Thì đây là lúc chúng ta bắt buộc phải gác lại tất cả những thứ đó để chúng ta sống với nhau, và quan trọng là chúng ta hay sống với Chúa nhé. Dạ, cảm ơn Sơ rất là nhiều. Và Sơ còn ông bà cố, ba mẹ của Sơ. Vậy thì từ ngày mà Sơ đi tu cho tới bây giờ đó, Sơ có những cái điều gì mà Sơ chưa
chưa nói với ông bà cố không, hoặc là chưa làm cho ông bà cố không? Dạ, em cảm ơn chị. Thực sự thì em thấy có nhiều điều mà mình chưa có làm. Thực sự em chưa làm được gì cho bố mẹ của em. Vậy thì ngày hôm nay sẵn ở đây thì phải nói luôn. Dạ. Cái điều đầu tiên em muốn nói đó là cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn các anh chị em trong gia đình. Cảm ơn những tất cả những gì mà bố mẹ và tất cả mọi người thân trong gia đình đã dành cho em. Thực sự em là một người rất là sướng trong gia đình á. Tại vì đi tu thì bố mẹ thương, các anh chị em thương, rồi cái gì cũng giống như bao bọc mình á, giống như là mình là người bé nhất trong nhà vậy ạ. Thật thành ra là bé nhất, ngoan nhất. Chưa chắc ngoan nhất nha. Nhưng mà ít nhất là được chú thương. Em cảm thấy em được chú thương nhất. Và em được bố mẹ thương, được các anh chị em trong gia đình thương, rất là thương. Nhưng mà chưa bao giờ em có thể nói một cách trực tiếp giống như cha nói là người Việt mình thì dùng hành động nhiều hơn là lời nói. Thành ra chưa bao giờ em nói trực tiếp với bố mẹ em là bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ lắm, con cảm ơn bố mẹ các thứ. Nhưng mà thực sự trong sâu thẳm lòng mình thì đó là cái điều mà mình luôn cảm nhận và luôn muốn gửi tới bố mẹ cũng như các anh, các chị, các em của mình. Vâng. Yeah. Cảm ơn sơ rất là nhiều. Bây giờ thường á là cái đời sống ngoài đời của giống như tụi con á là nóng tính nè, xấu xa nè, rồi những cái mà mình bộc phát nè, còn như các cha các sơ cũng có cái đó nhưng mà biết sự kiềm chế của mình. Vậy thì cái tật xấu của cha là cái gì? Vậy cha nói cái tật xấu của cha là cái tật xấu thường ngày của mình nó là cái gì? Cha thì có gì tốt đâu. Cha thì không có cái gì. Mọi người nhìn vô là cái cha là hoàn hảo rồi đó, nhưng mà ai cũng muốn biết là cái tật xấu của cha là ví dụ như con nè, cái tật xấu của con sáng sớm dậy là con phải ngủ trễ nè. Đó, con phải ngủ cho nên ngủ nướng chút xíu nữa. Rồi dậy là làm cái gì trước thì là cứ lúc nào cứ rề hết tới ngày gần tới giờ bắt đầu là mới chạy. Người ta nói là tôi có những cái tật xấu chẳng hạn như thế này, người ta nói là con gái á thì nó ăn xong thì nó rửa chén liền, còn con trai á thì rửa chén trước khi ăn, tức là đến khi ăn mà không còn cái chén cái bát nào nữa phải lo đi rửa. Hôm nay tôi nhà tôi có khách cho nên từ tối qua tới giờ tôi lo, tôi dọn dẹp lau chùi nữa đấy mọi thứ, cho nên hôm nay khách tới là thấy tươm tắt đấy. Chứ còn cái tật xấu của tôi á là như vậy đó. Dạ. Yeah. Quý vị ơi, ngày hôm nay ngày bữa trước khi lên đây á là Nhĩ gọi điện cho cha đừng có làm gì hết, để tụi con lên tụi con dọn cho, không có sao đâu, kêu hôi cha ở dơ giấy lắm, cha phải dọn dẹp hết. Nhưng mà cha nói như vậy thôi, nhưng mà vô cái phòng của cha rất là đẹp luôn. Có nghĩa là từ hồi Nhĩ lên cái phòng này á là cái chỗ là chỗ sinh hoạt của cộng đoàn của người Việt Nam. Nhưng mà rất là sơ sài, nhưng mà khi mà cha tới để ở nguyên cái khu của cha rất là đẹp. Và cha đặc biệt là cha có một cái sở thích là sưu tầm đồ cổ, quý vị biết không? Đồng hồ cổ, không những cái đồng hồ không, những cái tủ để trưng bày cũng là cổ nè, mà cha phải đi đấu giá nha, đấu giá tranh giành với người ta đó, rồi cha đem những cái đồ đi về rất là quý. Mà quý vị ơi, bây giờ Nhĩ không có quay cho quý vị coi đâu, nếu quý vị coi là quý vị rất là thèm luôn. Cho nên Nhĩ ở sau lưng Nhĩ là có những cái đồ cổ như là những cái đồng hồ đó là rất là quý hiếm nha. Bây giờ tìm không có đâu, nếu mà ai muốn đấu giá thì vậy lên sau này á, mà Nhĩ là người đầu tiên là đấu giá để giành trước nếu mà cho thằng có bán đó. Thì thưa cha là người già thì thích đồ cổ tới cái tuổi già rồi, còn Nhã Ý nói là không tìm không ra, cứ đưa tiền để cha Thăng tìm cho đi giùm tôi. Tại vì thật ra thật sự yêu đồ cổ là một chuyện, nhưng mà đi sưu tầm đồ cổ là một chuyện khác nha. Không phải ai cũng đi sưu tầm được đâu. Thì thưa cha, nếu mà quay lại cái chuyện vui được một tí xíu đi, lý do tại sao mà cha qua tới với Đan Mạch là cha sưu tầm đồ cổ, hay là cha ở Việt Nam cha đã sưu tầm rồi? Là cái câu này mấy cha thường hay hỏi tôi. Mấy cha hỏi sao không sưu tầm cái gì mà sưu tầm đồng hồ. Yeah. Tôi trả lời là tôi con sống ở đây một mình, thành thử ra cái đồng hồ nó có cái sự sống của nó. Nó cái qua lắc này, nó lắc tới lắc lui, nhìn nó có cái sự sống trong gia đình, trong nhà của mình. Thì ở Đan Mạch thì người ta bị trầm cảm cũng do là sống một mình cũng khá nhiều. Yeah. Mình có một cái chút đam mê
Tiếng Anh thì gọi là hobby, còn tiếng Đan thì gọi là gì hả? Interest free, tức là cái sở thích trong những cái lúc rảnh rỗi á. Thì bây giờ hết tiền mua đồng hồ rồi thì qua chơi phong lan trồng hoa thì cũng là một cái thú. Quý vị không phải là hết tiền mua rồi đâu, nhưng mà cha bây giờ con hỏi cha là một trong những cái đồng hồ ở đây á, nếu mà đấu giá đắt tiền nhất là khoảng bao nhiêu tiền? Không tính là cha mua nha, mà cha bây giờ nếu mà ra đấu giá là hiện tại bây giờ là cái đồng hồ nào là đồng hồ cổ nhất của cha mà mắc nhất, sẽ là mắc nhất, không cần phải nói giá đâu, nhưng mà sẽ là mắc nhất và cổ nhất. Cổ nhất là cái đồng hồ trước mặt ông Thánh Phêrô, cái đó khoảng 250 năm. Wow. Cái đó nó gọi là Louis thứ 16. Nếu ai biết đồng hồ cổ thì là đồng hồ đời Louis thứ 16, là khoảng cuối thế kỷ thứ 18, là năm 1700 mấy đó, là 1770 thôi đó. Còn sau đó một chút là những cái đồng hồ đời gọi là Emperor là hoàng đế đó. Chẳng hạn như cái đồng hồ mà sát bên cái cây thánh giá chúa, cái đồng hồ đó khoảng 200 năm. Wow. 200 năm. Thì những cái một số nữa thì 150, 120 năm, thì nó mới hơn. Cũng có những cái 50, 70 năm thì nó chưa gọi là antique. Antique phải 100 năm trở lên. Thấy chưa quý vị? Quý vị thấy đâu phải là các sơ các cha không có chịu chơi đâu, không có cái thú vui của mình đâu. Bên cạnh những cái mục vụ rồi thì các cha các sơ, bây giờ sơ đi. Sơ có cái sở thích của sơ là cái gì? À, cái tật xấu trước. À, tật xấu hả? À? Tật xấu của cha là không em được nhiều lắm nè. Em nhiều lắm, chắc là chắc kể ra không có hết luôn á. Nhưng mà em rất là hậu động. Hậu động cái là gì như thế nào? Ví dụ tức là rất là thích đụng chân tay để làm cái gì đó, như làm đau họng đó. Đau họng. Đi rất là hay ngã. Em thuộc trong một top trong những người ở trong nhà dòng là đi là hay bị ngã. Nhưng mà các sơ đâu đi dép giày gót cao đâu. Không cần cao gót đâu, thấp vẫn ngã. Mà cũng may ha, cũng may là sơ đi làm sơ nên là không cần phải mang giày cao gót mà cũng ngã như thường. Rồi cái sở thích của sơ, sở thích của sơ là cái gì? À, sở thích của em thì cũng khá là nhiều, nhưng một trong những sở thích mà bây giờ, nhưng mà bây giờ em không có duy trì được nó, đó là viết lách. Viết em ngày hồi sinh viên thì em có viết rất là nhiều chuyện. Và năm 2018 có cho xuất bản một cuốn sách có tên là Mệnh Trời Riêng. Đó là những câu chuyện mà viết về từ tuổi trẻ rồi các thứ, nó là lúc đó là đam mê lắm, ta là viết với cả cái nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn á. Nhưng mà sau đó thì nghĩ là viết vậy vậy thôi. Xong có cái cơ duyên năm 2018 gặp một cái nhóm mà họ đam mê sách rồi họ xuất bản đó, thì họ xin cái bản thảo đó. Xin cái bản thảo đó xong thì họ trao đổi rồi họ đem đi họ xuất bản. Thì có xuất bản cái cuốn đó là có tên là Mạnh Trời Riêng. Đó là cuốn đầu tiên. Và từ đó đến đây thì bắt đầu là cái đam mê viết lách nó quay trở lại. Nhưng mà thực sự thì bây giờ chưa có cảm hứng nhỉ? Không phải, không còn giờ để mà viết. Okay. Thực sự là không còn giờ mà viết nữa. Mà Covid nó giúp cho sơ viết được đấy. Con cũng vẫn phải làm việc cho nên cũng không có không có dư giờ lắm, nhưng mà vẫn có viết. Thì tới này nếu mà không có gì thay đổi mà chú muốn, nếu chú muốn một sự suôn sẻ thì có thể sau đợt Covid này thì sẽ ra cái cuốn mục vụ, cái cuốn mà viết về cái hành trình mình đi mục vụ các nơi, gặp những người về truyền giáo ở miền Bắc. Ví dụ chẳng hạn như hôm nay nhỉ, và Tân Hân chẳng hạn. Dạ đó thì mình gặp trong những nơi mình đi, nhưng mà em viết đặc biệt về Tây Bắc. Và có cái cuốn sách đó dự tính là có cái tựa đề là Thầm Lặng Giữa Núi Rừng Tây Bắc. Nhưng mà sơ ở Tây Bắc sơ có phải là dân tộc thiểu số không? Em thì không phải dân tộc thiểu số, nhưng em mục vụ với người dân tộc thiểu số. Ok. Nhưng mà nhìn mặt nhà ý cũng dân tộc thiểu số này nhỉ, ở trên Đắk Lắk bao nhiêu thuộc đó. Ok. Để quay lại là cha sưu tầm rất là nhiều đồng hồ cổ, lát nữa đây nhỉ sẽ quay một vài cái đồng hồ đặc biệt của cha. Và không những chị cha sưu tầm đồ cổ mà cha rinh mấy cái tủ về rất là nặng. Ai giúp cha? Ai giúp cha rinh được? Tủ nhẹ thôi à. Ờ vậy hả? Nhìn nó rất là đẹp luôn. Lát nữa nhỉ sẽ xin cha quay mỗi cái đồng hồ, mỗi cái góc cạnh ở trong cái phòng của cha này. Nhờ cha giới thiệu. Nhưng mà không cho địa chỉ. Không cho địa chỉ là cha ở đâu. Nhờ cha giới thiệu luôn. Vâng, để
thay mặt cho chương trình Văn nghệ đời sống và đời sống đăng mặt đời sống và nghệ thuật, xin lỗi, xin cảm ơn cha đã bỏ một ít thời gian để lên đây để tâm sự cùng tất cả anh chị em, để hiểu hơn cái đời sống một phụ của cha cũng như là cái sinh hoạt ở trong xứ của cha cũng như là sơ. Cảm ơn sơ Yên ngày hôm nay đến đây là một cái duyên, thật sự là một cái duyên. Nếu không có cái duyên thì không có thể nào mà gặp sơ được bên đăng mặt này. Thì hiện tại bây giờ là ngày mai là sơ về rồi đúng không? Ngày mốt hay ngày mai? Ngày mai là sơ bay về lại bên Pháp rồi. Cho nên là Nghĩ cũng xin thay mặt cho đăng mặt đời sống và nghệ thuật cảm ơn sơ lên đây nói chuyện rất là hay, lưu loát hơn là MC nhiều, MC không biết đường nào nói đâu. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Nhật Ý xin một lần nữa xin cảm ơn hai nhà tài trợ chính đồng hành cùng chương trình đăng mặt đời sống và nghệ thuật, đó là King's Nail. Hiện tại bây giờ đang rất là cần thợ nail, có 4 tiệm nail. Nếu mà anh chị nào muốn có một cái nghề ổn định và muốn học nghề nail, King's Nail sẽ đào tạo cho mình có một cái nghề nail để mình làm việc, để mình kiếm tiền luôn. Sẽ xin gọi điện thoại về số 23 92 95 91, gặp Khoa Nguyễn cũng như là Emmy Phạm để tư vấn cũng là xin công an việc làm tại đây. King's Nail gồm có 4 tiệm nail, nếu mà các bạn nào có thể chọn gần nhà hoặc là ở gần những một trong 4 tiệm nail ở đây thì xin liên hệ với lại Khoa Nguyễn cũng như là Emmy Nguyễn. King's Nail tại Quay Shopping Center, King Nail tại City Show Center, King Nail tại Phá Rừng Puto và King Nail tại Linh Bi Húi Cừ. Một lần nữa thì Nhĩ cũng xin cảm ơn King's Nail, hai vợ chồng em Khoa Nguyễn cũng như là em Y Phạm luôn ủng hộ chị cũng như là đang mặt đời sống và nghệ thuật. Và cái công ty thứ hai đó là công ty Sơn và chuyên sửa chữa công trình, các công trình lớn nhỏ cũng như là nhà ở riêng của mình, đó là công ty cũng Hô Giỏi Mẹ Lờ, là công ty đã thành lập trên 10 năm rồi và công ty đang cần tuyển 10 nhân viên. Ai mà ưu tiên cho những người nào có bằng lái xe, công ty sẽ cung cấp xe cho mình đi làm. Nếu mà ai chưa có biết làm sơn á, thì công ty cũng sẽ đào tạo cho mình biết sơn và có công ăn việc làm luôn. Lương phạn thì theo thỏa thuận của người làm cùng với chủ. Và sẽ xin liên hệ anh giám đốc công ty Huy Trần, đó là số 23 67 57 02. Và những người nào, người Việt Nam nào của chúng ta mà muốn chúng ta không có biết tiếng cũng như là không có công ăn việc làm, thất nghiệp, muốn đi rang cầu rang nướng làm vệ sinh thì hãy liên hệ với Nhà Ý và Nhà Ý sẽ giới thiệu cho một công việc rất là ổn định. Khi chúng ta xin vô một cái công ty đăng mạch mà làm vệ sinh như vậy á, thì chúng ta lâu lắm mới được người ta kêu. Nhưng mà đây, nếu mà bạn liên hệ tới Nhị Ý, số điện thoại 61656555 để Nhị Ý sẽ giới thiệu trực tiếp vô và chúng ta có công ăn việc làm luôn. Một lần nữa Nhị Ý xin chân thành cảm ơn cha cũng như là sơ đã bỏ ít chút thời gian lên chương trình ngày hôm nay chia sẻ cùng với chúng con ạ. Xin cha có đôi lời cuối cùng để tạm biệt khán giả. Xin tiếp một chút về hai cái công ty tài trợ. Nail thì cha không làm nail dạ. Nhưng mà cha rất là quen thân dạ. Nhưng mà Hô Giỏi Men là toàn bộ cái nhà cha đang ở đây là Huy Trần làm trước khi cha về. Wow. Từ trần và cả sàn rồi đây là Huy Trần làm hết. Đương nhiên là qua cái sự kêu gọi của bên tòa giám mục dạ. Nhưng mà tất cả ở đây là Huy Trần làm cho cha. Làm xong thì Huy còn tặng một số sơn để cho anh em Việt Nam có thể sơn toàn bộ cái khu nhà xứ còn lại. Thành thứ ra thì Huy cũng rất là tốt đối với yeah. Đối với nói chung là các nhà thờ. Hai lần cha đổi địa điểm, Huy đều giúp làm nhà hết. Tốt quá. Một lần ở nhà thờ chính tòa và lần thứ nhì là ở đây. Yeah. Rồi cảm ơn cô Nhà Ý đã có cái Nhà Ý làm cái thất sau hôm nay dạ. Để cha nói chuyện linh tinh
và cảm ơn sơ, cũng là cái duyên tự nhiên hôm nay gặp sơ ở đây. Sơ nói hay hơn cha gấp mấy lần. Ba thì cũng cầu chúc cho sơ được mọi sự tốt đẹp. Không biết là khi nào sơ tính khi nào trở lại Việt Nam hả? Nếu chưa thì cũng có hy vọng còn gặp sơ ở đây. Còn muốn định cư ở Đan Mạch thì gặp hôm nọ có sơ Uyên chứ không phải là sơ Yên. Sơ Uyên tới có ghé hôm đó coi dẫn vô thăm đức cha. Sơ Uyên thì cũng có biết nói tiếng Anh. Thấy sơ Uyên nói mấy câu với đức cha hỏi con muốn ở đây không. Đó về suy nghĩ đi nghe. Nhưng mà lý do tại sao mà sơ Yên ở lại Bắc Á Châu Âu đây lâu như vậy? Tại vì cái chuyến bay mà em mua đó, cái chiều về là nó bị hủy, nó chưa có bay lại. Mà nếu mà về qua đại sứ quán thì rất là mắc, rất là mắc tiền mà mình không có đủ khả năng chi trả. Thế thành ra là bây giờ cứ ở đây và chờ đợi cái chuyến bay đó. Nhưng mà sẽ khó, rất là khó khăn. Có liên lạc với họ thường xuyên không? Dạ, có liên lạc rồi, nhưng mà vé người ta nói là hết một năm rồi, người ta không có giữ vé đó nữa. Bây giờ họ phải bắt mình hoàn vé đó. Hoàn vé thì sau đó thì họ mình có thể dùng cái số tiền gọi là coupon á, số tiền đó để mình mua cái vé khác mình về. Ok, hy vọng là sơ theo ý Chúa đi. Sơ còn lâu mà sơ cũng thích ở đây lắm, cho nên là mọi người nếu mà ai quý mến sơ phải mời sơ đến nhà sơ chia sẻ cho sơ nói chuyện rất là hay. Ok sơ, sơ nói chào khán giả rồi mình kết thúc ở đây ha. Em cảm ơn chị Nha Ý, con cảm ơn cha, cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay đã cho em có cơ hội được gặp gỡ mọi người, mặc dù không có trực tiếp nhưng cũng là một dịp để chúng ta biết nhau, rồi chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có cơ hội này. Em thì ở dòng mình đi là Hưng Hóa, miền phía Bắc của Việt Nam, gọi là vùng Tây Bắc đó. Giáo phận em có cái tên Hưng Hóa và có một cái tên khác gọi là giáo phận miền Thập Tỉnh. Ở đó phong cảnh rất là đẹp, miền núi rất là đẹp. Nếu mà ai có dịp và về Hưng Hóa hay là ra ngoài Bắc, miền Bắc Việt Nam, nhất là vùng Tây Bắc để tham quan du lịch thì em mời ghé vào hội dòng của em để chơi thăm. Ở cộng nhà chúng em có hai cộng đoàn ở trên Sapa, là hai cái bạn cũng khá nổi tiếng, người ta khách du lịch hay tới, đó là bạn Hầu Thảo và Lao Trại. Nếu có dịp thì kính mời mọi người cùng ghé thăm, cùng thưởng thức hướng ngoạn cảnh đẹp rất là nên thơ của Tây Bắc Hưng Hóa chúng em. Xin chào. Có mời ai ở lại luôn nữa không? Có mời ai ở lại luôn. Tôi qua Đan Mạch 10 năm, tôi trông cho các người nối nghiệp và chưa đứa nào chịu đi tu hết. Vâng, và hy vọng là trong cộng đoàn của mình, những người đang sống, sinh sống ở Đan Mạch, nếu mà có thể thì vun đắp ơn gọi để có những người thợ lành nghề cho Chúa trong cánh đồng truyền giáo ở đây cũng rất là mênh mông, các bạn. Ok, rồi một lần nữa Nhĩ xin cảm ơn cha và xin Nhĩ sẽ xin phép cha sẽ quay một trong những cái đồng hồ mà cha yêu quý nhất cho mọi người coi và sẽ tạm biệt cho mọi người nha. Rồi bây giờ cha giới thiệu cho vài một hai cái đồng hồ thôi. Để quay xét cho mọi người coi. Quay lại cái camera. Rồi bây giờ mọi người tiếp tục nghe. Bây giờ Nhĩ sẽ quay cho hiện tại bây giờ. Đây, một cái đồng hồ đứng trước Nhĩ này. Cái đồng hồ rất là to, cổ kính này. Cái đồng hồ này không có cổ. Cái này cha mua từ Đức đưa về khoảng 200 euro hả? Wow. Mua rất là rẻ cái đồng hồ này. Từ Đức đưa về một cái đồ sổ như vậy luôn á. Cha đấu giá là 150 euro. Rồi trang sport rồi nữa thì chưa tới 2.000 đồng Đan Mạch. Chưa tới 2.000 đồng Đan Mạch. Nhưng mà giấy tờ người ta mua hồi đó là nó định giá khoảng 4.000 euro. Wow. Cái mà có lẽ thích là cái này là một trong những cái thích. Hình cái nhà thờ. Cái này hình cái nhà thờ. Hôm đó người ta đấu giá mà người ta định là khoảng 7.000 đồng Đan Mạch. Thì cha đấu lên tới khoảng gần 1.000 euro. Cha đấu lên tới, nếu mà luôn thuế nữa thì hơn 1.000 euro. Thì cha đấu tới 7.000, người ta họ đấu 7.500, họ thắng mất. Nói vậy không có phải số của mình thì thôi. Thì ngày hôm sau họ đưa trả lại, họ đưa lên đấu lại với cái giá minimum thấp nhất của nó là 5.000.
Thì cha đấu cái này 5.000, thì cha để mua được với cái giá 5.000. Cha có duyên với đồng có hồ. Cái duyên với cái đồng hồ này. Cha về cha khám phá ra thì có lẽ họ không biết sửa cái đồng hồ này. Đồng hồ này nó đặc biệt, nó có hai hệ thống chuông. Ở trên tháp chuông nó có cái chuông đây, nó có cái búa gõ. Mà người khi về thì nó bị hỏng cái hệ thống chuông này. Cho nên người ta trả lại, người ta trẻ hơn. Cho nên người ta trả lại. Chẳng hạn bây giờ cha quay tới 4 giờ sẽ thấy nó đánh chuông dưới này và có cái chuông trên kia. Nếu mà camera thấy thì sẽ thấy. Có thấy được không? Được, cái chuông đây nè. Dạ, dạ. Wow. Đấy, thì khi mà cha mua đó thì nó bị hỏng, về cha sửa được, cho nên có lẽ họ không sửa được. Cho nên là cho nên cha mua, cho nên cái đó là một trong những cái cha có duyên với nó. Yeah. Còn ngoài ra thì cái đồng hồ này cũng là một cái duyên, cũng mua giá 5.000. Yeah. Cách đây mấy năm người ta mua tới 10 mấy ngàn. À, 10 mấy ngàn xong rồi người ta không có sửa được thì người ta đem bán lại thì cũng bị trả đi trả lại mấy lần, cuối cùng cha mua cũng cái giá 5.000, tức là không bằng một nửa cái giá nguyên thủy của nó. Mà cái này về thì đúng là trong cái tình trạng không thể nào nghĩ nó có thể chạy được, cái người trước người thợ không biết cách sửa làm hư cái bộ máy, hư những cái đồ mà treo cái quả lắc này. Cha về phải tháo ra và dầu có lẽ mấy chục năm rồi nó không chạy, cho nên dầu nó đóng như là cao su trong đó, phải lau chùi từng cái răng cưa của nó. Thì bây giờ nó chạy ổn định. Wow, quý vị ơi, không phải là cái duyên. Sửa nữa nha. Không phải là mình chờ xài đồ cổ là mình mua về là mình xài được đâu. Đồ cổ phải biết sửa nữa. Đồng hồ mà cha mất nhiều giờ nhất. Mà nó là bao nhiêu năm cha? Cao nhất khoảng 250 năm. 250 năm. Wow. Và cái này nó có cái tên của cái nhà sản xuất và nó có series. Những cái đồng hồ mà nó có số series thì nó có giá trị hơn. Đây là ông Thái Phêrô. Ông Thái Phêrô năm trước 25 năm linh mục của cha cũng đưa người ta tình cờ người ta đưa ông Thái Phêrô lên đấu giá. Thì và lúc đó một người đứa cháu của cha bên Mỹ nó thấy cha thích cho nên nó tặng cha cái này, cha đấu cái này cũng hơi cao, trên 6.000 cái này. Nhưng mà cái này cũng khoảng 100 mấy chục năm, nó copy giống y như cái tượng Thánh Phêrô ở bên Roma. Bên Roma thì khoảng 600 năm thì phải. Cái này thì khoảng 150 năm thôi. Copy y như ai đã từng đi Roma sẽ thấy, và cái tượng Thánh Phêrô bên Roma người ta phải rờ hoài, cho nên cái ngón chân của Thánh Phêrô bị mòn. Bây giờ người ta không có cho rờ nữa. Cái tượng này cũng thích lắm, bởi vì nó là cái kỷ niệm 25 năm linh mục và rất là giống ông Thánh Phêrô ở bên Roma. Rồi còn cái hồi nãy là cha giới thiệu cái đồng hồ đây là cũng là đồng hồ cổ thứ nhì này đúng không cha? Cái đồng hồ đó nó cũng có mấy cái đây, cũng trong này những cái trong này hầu hết là 200 năm. Wow. Cái này là hầu hết. Cái này đắt tiền hơn nè. Cái này đắt tiền hơn nhưng mà cái này hồi đó cha mua tới 7.000. Nhưng mà cha cái còn cái thánh giá đây, thánh giá Chúa là đẹp quá. Cái thánh giá này là nhiều nhà thờ chính nhiều người muốn mua để tặng. Ở Việt Nam có nhiều người muốn mua tặng các nhà thờ Việt Nam đó, mà cha không có chịu, nó cao 1m2. Cũng đấu giá. Hôm đó người ta đánh giá nó là từ 6 đến 8 ngàn chưa thuế. Nhưng mà lúc đó chắc người ta họ mà bỏ Chúa nhiều là sao, cha đó 4 ngàn là cha thắng được cái đồng cái thánh giá này. Tại vì Chúa muốn ở nhà ai là người đó thắng thôi. Cái này cũng đặc biệt. Trên 100 năm và mạ vàng đó. Quý lắm mấy cha, mai mốt là cha phải lên. Cái nào trên 100 năm là trên 100 ngàn. Đó quý vị ơi, quý vị thấy không, quý vị thấy cái siêu tầm của cha nè. Còn cái này có phải siêu tầm không cha? Cái này siêu tầm, có một cha đang đồng hồ luôn. Thích cái này lắm. Nó khoảng 120 năm thôi, nó không có giá trị nhiều, tự vì tuổi đời nó chưa có ấy và nó không có mạ vàng,
nhưng mà cái thẩm mỹ nó, cái nghệ thuật thì cái đồng hồ này rất là đẹp. Dạ. Có một cha họa sĩ cơ quan nó khi nào bán thì nhớ để cho ngài. Ngài là cái người tặng cho cha cái bức tranh đó, ngài vẽ. Wow. Ở Đan Mạch thì chắc biết cha Miken. Cha dạ. Miken người Đan Mạch hồi trước có làm cha sở ở đây mấy năm. Dạ. Ngài có mấy cái đồng hồ, ngài đưa thợ sửa. Trong cái lần có lần cha qua thăm á, thì ngài nói ngài có cái đồng hồ mà thợ sửa không có được. Không được. Cái rồi cha nói chắc hy vọng con sửa được. Coi qua cái đồng hồ rồi cha tháo cái bộ máy nó cầm về. Yeah. Qua ngày hôm sau thì nó chạy. Yeah. Gặp ngài cái ngài nói được chưa, nó được rồi nhưng mà để con kiểm tra lại rồi tuần sau. Tuần sau đem qua thì ngài ngạc nhiên lắm. Ngài nói là ở đây là tuyệt ti ua me, tức là đồng thợ đồng hồ giỏi á, lấy của ngài 4 lần rồi mà mỗi lần lấy như vậy trả rất là nhiều tiền. Yeah. Mà không chạy được, mà hỏi cha Peter sao mà sửa hay vậy. Nó nói không sao hết, nhưng mà con sửa cho cha là free mà không có lấy tiền. Tại vì người yêu đồng hồ á, cái ngài mới nghĩ là nói vậy thì đam mê. Ngài nói hôm ngày về làm cha sở ở đây, cái đó em đó lúc ngài vẽ bức tranh này cả cha có thấy. Yeah. Thì ngài nói có thích không thì ngài tặng bức tranh này. Yeah. Lúc đó treo bên phòng của ngài. Cái nói dạ thích, cái nói về lấy nhanh đi chứ để cho nó đó. Cái đó là công sửa đồng hồ. Yeah. Bức tranh đó cũng khá lớn, nó cao 1m2, ngài chín tắc lắm. Yeah. Vậy là cha biết là sẽ được cái tiệm ảnh đó, cho nên là sửa free. Sửa free chứ giờ lấy tiền đâu được, bây cái đó giá trị hơn. Ok, con xin cảm ơn cha đã cho tất cả những khán giả đã chiêm ngưỡng cái phòng của cha. Phòng Lan nữa hả? Ok, em thích chị Phong Lan. Cha hiện tại bây giờ là cha đang tạm ngưng, không còn tất cả đồng hồ trên thế giới được cha đã tẩu về rồi. Bây giờ cha đang sưu tầm Phong Lan đây. Cha đang để dành để mà giúp cho cô biết cha không có chơi đồng hồ. Chơi dụng. Đó các bạn ơi, các bạn được phép được quyền mình có thể niềm đam mê của mình nhé, sưu tầm nhé. Đó rồi Nhĩ xin thay mặt cho tất cả cho cha và sơ xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.